Xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và ngày hôm nay chị giới thiệu với em bộ chanh tô màu bọt xốp slam hình chiếc bánh ngọt nha. Thì cái bộ chanh tô màu này thì trước đây chị Chim Xinh đã từng chơi khá là nhiều hình rồi. Như là hình Peppa nè, hình Hello Kitty này, Elsa nè, tiên cá nè. Và ngày hôm nay chúng ta có một chiếc bánh ngọt rất là xinh xắn. Ở trong bộ đồ chơi này sẽ gồm một cái hình gỗ 3D, kèm theo đó là những cái bọt xốp slam màu, có rất là nhiều màu ha, xanh đỏ tím vàng hồng, đủ để cho các em tô. Những cái bọt xốp slam này được gói trong từng bịch riêng biệt, và khi sử dụng thì các em chỉ cần cắt một đầu nhỏ thôi nhé. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Đây, như chị Chim Xinh đang chơi, các em chỉ cần cắt một đầu nhỏ của bịch bọt xốp slam, sau đó các em xịt vào phần các em cần tô màu. Rồi chúng ta dùng tay hoặc là dùng một dụng cụ hỗ trợ để giúp các em tán đều cái slam này ra. Chị Chim Xinh tô trái tim màu đỏ, tiếp theo là ngôi sao màu vàng, bông hoa là màu tím. Chiếc bánh ngọt này có rất là nhiều những cái phụ kiện khác nhau, thì các em có thể lựa chọn những cái slam màu sắc khác nhau để chúng ta tô điểm ha. Càng nhiều màu sắc thì sẽ càng đẹp. Các bạn nhỏ khi chơi cái này không nhất thiết là phải tô màu theo giống chị Chim Xinh đâu nè, mà các em có thể tự do sáng tạo và tô theo ý thích của bản thân mình ha. Bộ đồ chơi này các em có thể mua ở các nhà sách, siêu thị, hoặc là gọi điện thoại đến số 0979086789. Có rất là nhiều những hình ảnh khác nhau để cho các em lựa chọn nhé. Từ công chúa, búp bê, hay là những cái hình cho bé trai như là xe ô tô và các nhân vật hoạt hình như là Peppa và Kitty nhé. Các em thấy đó, cái slam này hoàn toàn không dính tay, cho nên là khi chúng ta dùng tay để tán đều ra sẽ rất là đẹp ha. Và nó không hề làm dơ tay của chúng ta một chút xíu nào hết luôn. Giờ hãy cùng xem chị Chim Xinh sẽ hoàn thành việc tô màu bọt xốp slam 3D hình bánh ngọt này như thế nào nhé. Wow, chúng ta đã cơ bản tô xong rồi. Và giờ chị sẽ sử dụng những cái hạt đá này để đính lên trang trí thêm ha. Các em có thể để nguyên một giây như chị đang làm, hoặc là các em dùng kéo để cắt nhỏ, tách từng hạt ra trang trí cũng được nha. Sau khi mà các em đã tô xong rồi, thì chúng ta có một cái đế tròn nè. Ở đây người ta đã khoét sẵn một cái lỗ vừa rồi, và các em chỉ việc gắn vào. Vậy là chúng ta đã có thể dựng được
cái bánh ngọt này lên để trang trí rồi nè. Có thể trang trí ở góc học tập hoặc là đem đi làm quà tặng cũng rất là tuyệt. Số hotline 0979086789 nếu các em muốn mua bộ đồ chơi tranh tô màu bọc xốp slime này ha. Và đừng quên like video ủng hộ cho chị Chim Xinh nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong lần sau nha.